Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào chân thành nhất. Hôm nay Dương Hậu tiếp tục trao 500.000 của em gái Nga Phạm ở Canada hỗ trợ chú Thiệu và cảm vô cùng khó khăn. Hàng tháng 500.000, đây là quỹ bằng công đức. Dương Hậu thay mặt chú Thiệu xin cảm ơn em, chúc em luôn hạnh phúc thật nhiều bên gia đình, trẻ và khỏe đẹp khỏe. Hy vọng gặp được sự với em. Chú Thiệu ơi, Dương Hậu trao 500.000 của Nga Phạm cho chú đó ha. Xin mời chú. Nói một cái nữa ha. Cảm ơn Nga Phạm mạnh khỏe. Rồi. Rồi. Chúc cho chú khỏe luôn ha. Đi đi. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909 0909 8469. Cảm ơn quý vị dành thời gian xem chương trình.